Tháng 7 năm 1928, lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu bị khai quật bởi Tôn Điện Anh, một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc. Người ta nói rằng, khi cấp dưới của Tôn Điện Anh mở quan tài ra, tất cả đều vô cùng sửng sốt, bởi thi hài của Từ Hy Thái Hậu dường như không hề phân hủy. Gương mặt vẫn tươi tắn, đôi mắt nhắm hở, trong miệng ngậm viên ngọc tỏa sáng lấp lánh. Điều này khiến nhiều người bàng hoàng, nhưng nếu tìm hiểu kỹ, sẽ nhận thấy lý do khiến cho thi hài của vị Thái Hậu nổi tiếng không phân hủy. Có lẽ bắt nguồn từ lối sống hết sức lành mạnh, giúp bà có sức khỏe tuyệt vời. Cầu kỳ từ việc đi vệ sinh, Từ Hy Thái Hậu đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Kể cả vấn đề vệ sinh, lý do cơ thể Từ Hy không thối rữa và trông như thể bà vẫn sống là do những thức ăn trong dạ dày bị đẩy ra ngoài sau khi hệ tiêu hóa ngừng hoạt động. Tuy nhiên, thi thể của Từ Hy không hề có mùi phân hủy. Đó chính là nhờ thói quen sinh hoạt cá nhân cẩn trọng của bà khi còn sống. Vì thời cổ đại không có nhà vệ sinh cố định, nên mỗi khi Từ Hy muốn đi vệ sinh, sẽ truyền gọi quan phòng, một loại bồn cầu không cố định. Quan phòng của Thái Hậu được làm từ gỗ bạch đàn thơm. Bên ngoài khắc hình con thằn lằn lớn, bốn chân chạm xuống đất, và cũng chính là chân của bồn cầu. Miệng thằn lằn mở rộng để ngậm giấy, đuôi cuộn tròn lại làm tay nắm. Bụng thằn lằn là đồ đựng, bên trong đặt rất nhiều vụn gỗ thơm sạch sẽ. Khi Từ Hy đại tiện xong, tiện vật liền bị vùi lấp vào trong vụn gỗ đó, nên không thể nhìn thấy vật bẩn, đương nhiên cũng sẽ không có mùi hôi thối. Trước và sau khi Từ Hy đi vệ sinh, đều có rất nhiều thái giám, cung nữ lo việc xử lý quan phòng, thay y phục, rửa tay, vân vân. Đi loại giày cao gót tốt cho bàn chân. Khi Tôn Điện Anh mở nắp quan tài, còn thấy chân của Thái Hậu tương đối nhỏ, nhưng lại đi một đôi giày có đế rất cao. Đó là kiểu giày hoa bồn đề, một kiểu giày cao gót đặc trưng thời nhà Thanh, với phần gót giày ở giữa thay vì ở sau. Loại giày này được làm bằng gỗ, bên ngoài bao bằng các loại vải thêu tinh xảo, phía trên mũi giày thường đính đá quý hay bảo thạch. Từ Hy Thái Hậu đặc biệt yêu thích kiểu giày này, bởi không chỉ đẹp mà nó còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe cho bàn chân. Trước hết, nó sẽ không làm biến dạng bàn chân. Hơn nữa, khi đi loại giày này, người phụ nữ buộc phải thẳng lưng, chân bước khoan thai, toàn thân toát lên vẻ phong nhã, nhẹ nhàng. Nếu gấp gáp lắm, chỉ có thể đi từng bước ngắn, mới giữ được thăng bằng. Nhờ đó, Từ Hy luôn có phong thái đi lại nhẹ nhàng. Chăm sóc cơ thể từng chân tơ kẽ tóc, Từ Hy Thái Hậu cũng đặc biệt chú trọng bảo vệ làn da, mái tóc và cả hàm răng. Mặc dù làn da của Thái Hậu có màu xám và thô ráp, nhưng sau đó đã dần trở nên rất trắng và mịn màng. Sau khi được bảo dưỡng theo quy trình nghiêm ngặt, mỗi khi nhàn rỗi, bà thường lăn mặt bằng một khối cầu làm từ ngọc bích như một cách massage. Khi lăn mặt, bà còn dùng thêm các sản phẩm chăm sóc da như bạch đinh hương, ưng điều bạch, cáp điều bạch. Thực chất, bạch đinh hương, ưng điều bạch và cáp điều bạch là phân của chim ma tước, chim ưng và chim bồ câu. Từ Hy đã dùng ba loại phân chim này để tiêu trừ các vết nám hoặc đồi mồi trên da và ngăn ngừa hữu hiệu các nếp nhăn. Ngoài ra, Từ Hy còn dùng một loại phấn do ngự y trong cung chế riêng cho bà. Loại phấn này được làm từ nhiều loại bột khác nhau như bột hoắc hương và bột đinh hương. Để có làn da đẹp, Từ Hy hiểu rõ còn phải chú ý chăm sóc cơ thể bên trong, nên các ngự y cũng chế tạo nhiều loại thuốc nội khoa cho bà. Không chỉ chú ý da dẻ, Từ Hy còn đặc biệt chú ý tới tóc, móng và răng miệng. Sinh thời, Từ Hy vô cùng quý trọng mái tóc của mình, rất kiêng kỵ việc chải đứt tóc. Thái Hậu cũng thường xuyên yêu cầu ngự y chế ra các thứ cao, bột để gội đầu, đồng thời còn hay xoa bóp da đầu để hạn chế để tóc bị gãy rụng. Riêng với phần móng, Từ Hy có thói quen nuôi móng tay dài ở ngón cái, ngón út và áp út. Mỗi chiếc móng tay của bà đều có một cung nữ phụ trách chăm sóc. Tuy nhiên, móng tay dài sẽ dễ gãy, nên bà yêu cầu ngự y đặc chế một loại thuốc dưỡng móng đặc biệt
loại thuốc này khiến móng tay mềm hơn và khó gãy. Để bảo vệ móng, Từ Hy còn dùng những chiếc ống nhỏ, như tháp bút, chụp lên đầu các ngón tay. Để bảo vệ móng tay, những chiếc ống này được thay đổi. Tùy theo thời tiết, mùa đông dùng gấm, mùa hè dùng cẩm thạch, còn lại hầu hết đều dùng vàng khảm ngọc thạch, đá quý, nhờ dốc lòng bảo dưỡng. Móng tay của Từ Hy có thể dài tới hơn 15cm. Hàm răng cũng được Từ Hy chú ý chăm sóc. Trước khi ăn cơm, Thái Hậu có thói quen nhai cau, để tránh răng ê buốt. Sau khi ăn xong, bà thường uống nước trà. Đó là vì trà có chứa theophylline, cũng tốt cho răng, nhờ vậy mà tới lúc qua đời, hàm răng của Từ Hy vẫn rất chắc khỏe. Chế độ ăn uống đặc biệt. Từ Hy nổi danh là vị Thái Hậu có đời sống sinh hoạt vô cùng xa xỉ. Đặc biệt là chuyện ăn uống. Thông thường đồ ăn của vua và hoàng hậu đều do ngự thiện phòng đảm nhiệm. Riêng Từ Hy lại mở riêng một ngự thiện trong cung, gồm nhiều bộ như diện điểm bộ, thái phẩm bộ, thiện thực bộ, vân vân, nơi những món ăn nổi tiếng Đông Tây đều có thể làm được. Theo ngự thiện phòng trong Thanh Cung, khu vực bếp trong Di Hòa Viên có tới 108 gian, trải dài 8 sân, có 128 người đảm nhiệm ngự chủ. Mỗi bữa ăn của Thái Hậu có tới hơn 200 món. Nhưng thực chất bà lại ăn rất ít, còn lại đem đi ban thưởng. Hậu thế thường nói, nhất san chi phí, bách tính vạn gia chi suy. Một bữa của Thái Hậu bằng vạn bữa của dân thường, cũng không phải không có cơ sở. Từ Hy đặc biệt rất tin vào câu đi bộ sau ăn, sống đến 99 tuổi. Vì vậy, sau bữa ăn thứ hai trong ngày, Thái Hậu sẽ truyền các cung nữ trong cung, hộ giá đi tản bộ. Sau đó, các công chúa, phi tần có mặt trong vườn thượng nguyện sẽ nhập vào đoàn người để đi cùng bà. Mỗi khi đi bộ, phía sau Thái Hậu luôn có một nhóm người hầu mang theo đồ ăn thức uống nhẹ, để phòng khi Thái Hậu đói sẽ có đồ ăn phục vụ. Các chuyên gia đánh giá rằng việc tản bộ sau bữa ăn không chỉ giúp dưỡng tâm và an thần, mà còn là biện pháp dưỡng sinh, dưỡng nhan rất hiệu quả. Rất có thể nhờ lối sống và các biện pháp chăm sóc cầu kỳ như vậy, Từ Hy không chỉ giữ được nhan sắc trẻ đẹp khi đã lớn tuổi, mà thi thể của bà cũng được bảo quản một cách hoàn hảo đến khó tin.